một tiếng mà. Có phải tách nhẹ nhẹ ra. Quá đi trời. Có xong mình không làm ở đây luôn mà mình làm thêm một đổ trên đó. Bạn bắt giờ em có em sẽ bắt cho em đổ một còn hai cái. À chị nha. Nãy em mới cho con đi đó. Quý là mình phải làm được hai cái. Chứ phải là bí quyết là phải như vậy bánh nó ngon nha. Ở ngoài luôn đó. Mấy ngày hả? Rồi, cảm ơn chị, chị quay lắm nghe. Tiếp theo đây. Mình khỏi lần nhiều lúc nè chị. Nghe lỗi luôn. Lỗi xanh xanh là lỗi, kêu bằng bánh bao gì vậy chú? Bánh xanh xanh này kêu bánh bao gì? Bao hành nữa. Dạ, cũng giống nhau thôi. Dạ, cái này cũng ngọt. Cái này mình làm nhà hả chú? Lấy của em. Chị ở đây nhiệm vụ chỉ bán thôi. Đang nắp luôn, nó khổ lên nhiều lắm, ăn nóng hổi và thổi và ăn luôn. Hello, Thanh Vũ xin chào tất cả quý cô chú, anh chị và các bạn. Rất vui được gặp lại anh chị và các bạn trên kênh Thanh Vũ Miền Tây Miền Bắc. Hôm nay thì Thanh Vũ sẽ mời tất cả quý cô chú, anh chị và các bạn cùng với Thanh Vũ đi khám phá chợ Cây Dương. Chợ Phụ Hiệp này xem cái bà con ở đây người ta mua bán như thế nào không chị. Và bây giờ xin mời anh chị các bạn cùng đồng hành với Thanh Vũ để khám phá chị các bạn mình đi cái tiếp nha. Đây, ở đây thì chợ thì quan mình thấy ở phía bên đây thì người ta bán dép giày quần áo rồi rất là nhiều anh chị. Ta trưng bày bên ngoài thôi, treo cũng lẳng để bán thôi. Rồi tiếp theo nữa anh chị nhìn thấy ở đây có một chị bán nấm nữa. Ở đây chắc mới dọn vào á. Đang giờ để mình đi qua bước qua mình hỏi thăm anh chị này để bán này sao nghe. Ở đây bán được hả chị? Mình về bán mình để giá về đây thấy dễ mua. Dạ. Những trái cây này chắc có lẽ là nhà hay là mình cân đi bán lại. Cân đi bán lại ha. Dạ. Núm này thì mình nhiêu ký vậy chị? 70.000 anh ơi. Dưa leo rồi luôn. Bán đủ thứ hết. Rồi cảm ơn chị nha, chúc mua may bán đắt nha. Dạ. Rồi mình đi tiếp nha chị ơi. Ở đây người ta bán chó nữa vậy mà. Sao có con chó trong đó? Ở xin hả? Rồi mọi chuyện mình biết nha. Ở đây cô chú đang mua cà nữa kìa anh chị. Chú đang mua cà. Chú mua cà về nướng hả về đây con mắm ăn à, con mắm nha. Dạ này nè, con mắm là ăn ngon lắm mà chấm rau rồi này kia nọ, rau dường rồi tim. Trước rồi để giá hết mà chính vì thế mình cũng dễ thôi. Ở đây bán được lắm hả chị? Được không? Này bán cũng được lấy gai anh ơi. Cũng được lấy gai. Cái này chắc hàng này mình mua về bán lại quá. Dạ. Phải không? Nhà của nhà bên kia luôn. Mình để giá gì thì mọi người dễ, người ta sẽ nhìn thấy người ta thích người ta mua vô. Rồi cảm ơn chị nha, chúc mua may bán đắt nha. Dài vô trong kia coi sao. Rồi mời quý cô chú anh chị mình đi dài vào bên trong đây ha. Cô bán khô. Khô. Dạ, ở đây bán được không cô? Bán được lấy gai hả? Rồi mình này mình lấy ở đâu? Em hả? Em lấy ở chủ quốc á.
ở Trà Quýt. Trà Quýt là bên đây. À, cô này bên Trà Quýt. Em về. Mình bán đủ thứ khô, cô gì cô? Cô gì? Cá chỉ, tôm khô, cá đù đù, tôm châu. Châu gì không em không gành. Có chỗ cá lóc là biết nè. Cá gần biết nè. Cá chân, cá sủ. Còn cá sủ hả? Dạ. Tôm khô. Rồi phía sau của chị hả vậy? Của chị bên kia. Dạ. Rồi, em cảm ơn chị nghe, chúc chị mua may bán mắt nha. Dạ. Rồi bên đây bán chuối nữa nè anh chị các bạn. Đây bán chuối, đây này là chuối xiêm. Xiêm. Đây chị bán chuối, bán là gì? Bán còn gì đủ các thứ hết. Này đủ thứ cho không biết cái gì, bán dừa bán gì hết. Đâu hết. Mình ra kêu bán đủ thứ. Rồi. Mình mời chị các bạn đi tiếp nha. Ở đây là chỗ cô bán trái cây, chị bán trái cây. Chị đang cũng đang chọn đây, đang sửa soạn trưng bày những trái cây đây. Chào chị bán mận ăn khước phải không? Ở đây mình bán được chứ không chị? Được lắm ha. Gồng mận xanh này chứ mận gì vậy? Mận gì? Mận đường. Mận đường, mận đường rất ngọt lắm ha. Mình thấy ta phải bọc lại hết ha. Mấy mận này nè. Bên này bây giờ dạ, rồi bên đây là xoài. Xoài ổi. Bên đây là ổi. Ổi này biết ổi gì mà trái ngộ ta? Hả? Nướng. Ổi đủ vàng hả? 7.000 ký hả chị? Có để bán giá luôn nè. Rồi luôn bán cả bên trong xoài đầy đủ hết. Mận ăn phước đây nhiêu ký vậy chị? 15.000 nha. Còn mặn đường giá một. Dạ. Em cảm ơn chị nghe, chúc chị mua may bán đắt nha. Dài qua đây đây, rộng quá trời rộng luôn nè. Rồi đây bán bánh mì. Bán tầm ruột luôn. Bán tầm ruột luôn này. Sáng ăn cháo phải không? Cháo dinh dưỡng à, hay là cháo gì đây? Cháo sá bấu. Cháo sá bấu. Dạ. Chị đây bán gì mà chị sáng ăn cháo vậy chị? Bán xôi mà ăn cháo. Bán xôi mà ăn cháo. Xôi mà ăn cháo á. Chị bán xôi phải không? Có người kia mua đó chị. Vậy muốn này bắt cái kia vậy mới đủ sắm chú ơi. Dạ. Coi mình tự làm luôn. Dạ, nấu rồi nấu ra theo. Chủ yếu là bán mấy này là chính. Bán là mỗi cái chút gì đây? Cái tiền đóng tiền luôn. Chú ơi mấy gói vậy chú? Chú ơi. Mấy gói không biết nữa. Một gói. Rồi, giao hàng luôn. Giao hàng tận nơi. Rồi mời anh chị đi tiếp luôn. Rồi sẽ cô bán bưởi. Rồi quýt. Cái clip đó là cái gì? Cái clip tên là cái gì? Tên này hả? Thanh Vũ khám phá chợ. Hả? Thanh Vũ khám phá chợ. Thanh Vũ hả? Dạ. Hoặc là Thanh Vũ miền Tây Vlog nó cũng vô đó.
Rồi cái này chắc ở nhà mình không á, cái cây này tới nhà không? Tới nhà không? Bữa nào mình cứ ra đây bán hả? Bữa nào mình cứ hái được nhiêu cứ ra bán mỗi bữa. Bữa nào bán bữa nấy. Dạ. Rồi cảm ơn chị nha, chúc chú bán đắt nha. Chạy vô đây. Chậm chứ. Cũng hơi chậm hả? Có lúc Tết thì chắc bán nhiều. Bán được lúc Tết mà còn chờ ra gai được. Dạ. Rồi bán luôn kể cả rau gì, rau này lá cách luôn, rau cách luôn. Bí cà luôn, tới này luôn. Bí cà cánh chim. Dạ, rồi. Giao hàng đi tiếp luôn. Rồi, cái này là cái gì trời? Chán. Chán mà làm trời chúng ta. Rồi mà tiếp nha. Đi trong đây là trong nhà lồng anh chị. Chỉ đi một cái vàng ngoài thôi và cũng hơi lâu rồi. Đây bác một dịch người mua người bán rất là nhiều đây là chị. Nếu mà trường hợp mình quay ở đây mà quay hết luôn thì anh chị các bạn sẽ thấy rất là dài. Cô bán mít đang xem YouTube hả cô? Đang xem YouTube hả? Rồi chúc cô luôn luôn vui vẻ khỏe mạnh ha. Dạ đi tiếp. Đây cô đang bán đồ đây thật sự luôn. Bánh chị đừng có chân. Rồi mọi chị mình đi tiếp luôn nha. Rồi đây đây thì cô đang bán gì? Bánh mì của nhà gì cô? Của nhà chú ơi. Nãy nào vô cái chồng bắt đầu mình vô mình nấu. Sao đó? Nấu rồi cái mình nạo dừa cái mình thắng nước cốt. Nước cốt. À, thấy có hàng vô. Này kia nói nè. Mình gứ vô. Dạ. Gà ăn béo đồ ngon hơn. Đúng rồi. Chế biến mà. Làm xanh sữa. Xanh sữa chế biến mà tí nữa tí coi. Dạ. Rồi, cảm ơn cô, chúc cô mua mai bán đắt nha, đi tiếp. Đây, bên đây bán hỏi luôn. Cô đang hỏi luôn. Rồi, mà ngọt được chú ơi, mần bậy mần bạ, bán bậy mần bạ. Dạ. Cái gì sao mà xài. Dạ. Ai đâu mà có con, ta đi làm, ta làm nước ngoài rồi, ta có tiền. Rồi mình làm gì? Rồi, bán khoai bậy vậy phải không? Dạ, bán khoai vậy đó. Dạ, bán khoai vậy đó. Dạ. Dạ, bán khoai cháu ơi. Tiếp luôn nha chị. Đây bán bánh cam luôn nè. Bánh còng gì thêm nữa nè, rồi thêm. Bò. Bánh da lợn. Ở đây bán quá chạy luôn. Bánh đang quay bánh ít quá rồi. Ít rồi, sáng giờ bán hết luôn á. Bán 4-5 đứa bánh rồi đó. Dạ. Rất là nhiều bánh mà đang giờ bán hết hả cô hay là bữa nay? Đám cưới không các bạn? Dạ, đám cưới thì ra bán làm ít bán ít thôi. Có đám cưới không các bạn? Dạ. Ở đây là mình tự làm luôn hả cô? Không kém tổng cộng hết cả. Đi bán quá được luôn. Cái này con cá chưa? Dạ chưa. 35 với 6.000. 41.000 con cá 40 thôi. Cá rất lớn nè. Thiếu bánh ngọt nè, thiếu 7 đứa bánh này. Đang giờ thiếu thường thường có bán luôn bánh lọt luôn. Bánh lọt luôn. Dạ. Xa gì có tầm năm hết. Có đầy đủ hết. Đủ.
Cái chi biết chị là ngày mốt ngày mới qua quay là được rồi. Vậy thôi bữa nào qua quay sao. Rồi, cảm ơn cô. Tiêu luôn. Quá dữ luôn. Ba cái 10.000. Tự lựa luôn, tự gấp tự lựa. Thêm cái nữa 20.000. Rồi 20.000 luôn, nhiêu đó luôn. Rồi, chúc cô bán đắt rồi bán đắt thêm hơn nữa nha. Tiếp chị ơi. Ồ, bên đây người ta đang làm bánh luôn nè. Đây mới quay mới hay nè. Đang làm bánh luôn. Mình vừa trộn cái đầu là mình làm liền cái gì hả? Đó, anh chị các bạn xem kìa. Thấy điều điện ghê không? Không nhiễu ra ngoài miếng nào luôn. Bánh này, cái bánh này bánh gì em quên rồi ta? Bánh bông lan. Ờ, bánh bông lan. Giờ miếng luôn rồi chị ạ. Ở đây quay cho anh chị xem luôn. Chọn cảnh luôn. Mẹ bắt được bánh này dốt. Đây làm ra cái bánh cũng hơi lâu ha. Nó làm lên cái đầu cái mặt. Ờ, cái này cái nắp hả? Nắp để lại. Cũng là cái lò nướng luôn chứ. Ba chục ngàn em. Ba. Mấy mấy bạch. Mua lẻ thì chị bán lẻ cho. Nướng gì đem ra là nóng hổi luôn. Vừa hổi vừa ăn luôn. Sáng bữa nào chị cũng bán đây hả? Ở đây chị bán là kêu bằng chục hay là gì? Chục là nhiêu chị? 12.000. Chị bán tối ngày luôn hay là sao? Buổi sáng nha. Có mấy giờ là chị nghỉ vậy? Sáng thì cỡ 5 giờ là có mặt ha. Làm tới đâu mình thấy đánh bột tới đó. Có gì quý cô chú nào mình muốn có nhu cầu về bánh bông lan thì anh chị các bạn cứ ra đây. Sáng là cả 5 giờ là chị có mặt rồi. Đây là chợ, chợ này là chợ gì chị? Chợ chợ Cây Dương. Đó nè. Gần gần lộ nè. Vừa xong nè. Hả? Vừa xong nè. Xong luôn. Bấm lại luôn. Giá phải cho luôn hay sao? Cái này mới không? Ừ. Mới không từng hả? Đang hết đó. mới còn đang nóng đó. Đó, luôn kể nguyên thùng đó đó ha. Đợi luôn, đợi hồi mới bắt đầu cho quay chị lấy bánh ra luôn. Thì chị các bạn xem luôn. Em vừa nướng vừa bán, nó dở lắm, dữ lắm. Nó ngon, nó giòn. Người mua an tâm luôn, khỏi phải sợ bánh lâu gì cả. Có nhiều loại đó, tại em em không có làm nhiều, em có thời gian bán. Mình bán bánh này bắt đầu là mình mua nhà luôn, mua đất cất nhà luôn. Nhà của em cửa vậy á. À vậy hả? Cái làm nhà cái đâu có bán được nhiều đâu. Ừ.
có sao mình không làm bên đây luôn mà mình làm thêm một đổi bên đó. Tại bán ra em có em lo xách bánh cho người ta thôi, em đổ một lượt một hai cái. À vậy ha. Hồi nãy em mất mưa cho người ta đi đó. Nguyên lý là mình phải làm lượt hai cái. Dạ. Chứ không phải là bí quyết là phải như vậy bánh nó mới ngon nha. Tại tại em đổ lượt đó. Do là nãy là do đưa cho người ta đi gấp á. Mà nó có làm được. Sao có bao lâu là mình dỡ ra chị? Tùy theo lửa anh ơi. Theo lửa ít nhiều. Mình dự đoán cái mình biết đường. Dạ. Đem ra đem vô thôi. Rồi em cảm ơn chị nha. Chúc chị mua may bán đắt nha. Mình đi tiếp đây. Ủa này muốn xem đó là mình xem ở đâu? Mình xem mình lên YouTube. Bấm vô Thanh Vũ miền Tây Vlog. Hoặc là Thanh Vũ khám phá chợ á. Để Thanh Vũ. Thanh Vũ khám phá chợ. Rồi em biết đường xem. Rồi có gì chị vô xem. Ủng hộ kênh, đăng ký kênh giùm, chia sẻ bạn bè cho anh xem. Rồi. Rồi mà anh chị mình đi tiếp ngay bên đây anh mang bán nấm gơm nè, sắp sửa hết luôn nè anh chị. Đây cô bán xôi, bán khoai đủ thứ luôn. Khoai, dạ. Xôi cốt dẹp, đủ đủ rồi phải không? Đầy đủ hết. Cô bán cũng sắp sửa xong rồi phải không? Dạ. Mau ha. Chúc cô bán đắt hơn nữa nha. Cảm ơn nha. Dài dài bên trong đây. Mới vô quay được chút đây hả? Dạ, quay dạ. Dạ, quay phim. Dạ. Dạ. Rồi mà anh chị mình xem bên đây một cái chị đang bán nướng bánh kẹp nè anh chị. Quay chút đi chị ơi. Bánh kẹp này bánh kẹp đàn ông. Phải không? Rồi đổ luôn nè, chị đang đổ luôn. Có chuyện gì? Vậy hả? Nhìn cái cảnh điêu tàn vậy hả? Sao điêu tàn vậy chị? Ở đây mình bán lãng cái nhiêu chị? 4 miếng 10 ngàn. 4 cái 10 ngàn. Chục 25. Đây hồi nữa anh chị các bạn xem chị dở ra coi cái bánh chín sao này nghe. Lâu lâu mình dở ra mình xem coi thử ra nó chín chưa ha. Ở đây là mình trộn bột bao nhiêu, đánh bột bao nhiêu là mình nướng bấy nhiêu ha. Lúc nào khách ngơi ngơi thì đầu lúc đó mình ngưng. Mình ra bánh thì giống như nướng ăn liền vậy. Đang ra liền ngon. Ít cắt thôi ha. Dạ. Chị làm nghề này lâu chưa? 2 năm rồi. 2 năm nha. Dạ. Mình chạy cũng chút rồi. Gieo. Chút cho nó ra mua. Rồi, làm lấy. Nó ra mua ha. Bây giờ dặn trước nướng cho kịp. Hôm nay là đợi hoài luôn, bữa ăn có. Mấy ngày hả? Trời ơi, nghỉ hoài hả? Dạ. Rồi em cảm ơn chị, chúc chị mua may bán đắt nha. Đi tiếp theo này ra là xem bánh bánh này là bánh bánh bao. Bao. Khối lên nghi ngút nè anh chị. Hai loại luôn. Loại xanh xanh là loại kêu bằng bánh bao gì vậy chú? Bánh bánh xanh xanh này kêu bánh bao gì? Bao mặn nữa. Dạ cũng giống nhau thôi. Cái dạng này mới là như ngọt. Dạ cái dạng ăn như ngọt. Cái này mình làm nhà hả chú? Lấy người ta. Ờ lấy người ta bán lại. Chị ở đây nhiệm vụ chỉ bán thôi. Hấp sang hấp luôn. Thôi khói lên nghi ngút. Ăn nóng hổi giờ thổi giờ ăn luôn. Ở đây mình bán một cái nhiêu? Ồ tùy theo em có giá mình để giá đây sẵn hết trơn nè. Muốn ăn nào
Thành ra muốn ăn từ 12 ngàn cho đến 15 ngàn, anh chị nào thích giá nào ăn giá đó, tiền nào của nấy. Rồi, cảm ơn chú nha, chúc chú mua may bán đắt nha. Nó dài qua đây coi. Quay cho ông quay chị ơi. Sao vậy? Chị thôi em đi luôn nha. Rồi mà anh chị mình đi tiếp vòng ra ngoài này. Từ nãy giờ mình cứ đi bên ngoài không anh chị, chứ chưa đi vô trong nhà lòng bao giờ. Ở đây người ta bán trái cây nữa nè anh chị. Ồ, trái cây tôi sắp rất là đẹp luôn nè. Đó, đẹp luôn anh chị ơi. Ok chị. Ở đây bán được chứ chị? Cũng được, cái trái cây sắp quá đẹp luôn. Rồi mời chị mình đi tiếp nha. Em đi tiếp chị ơi. Wow, quá đẹp. Rồi mình đi về tiếp anh chị ơi. Mình đi về qua đây cái mình đi thẳng vô trong luôn. Oh. Hết lấy đồ thêm ha. Rồi, mời chị mình đi về ra đây, anh bán trái cây luôn. Đây, anh chị các bạn nhìn đây dài qua bên phía bên đó luôn nè. Lúc bên kia thì ta cũng có bài bán rất là nhiều. Ở phía trước này thì bán trái cây, ở phía sau đó thì bán thịt heo. Rồi mà anh chị mình đi về vô trong đây coi. Heo anh chị, nguyên giải này thì bán thịt heo. Về qua đây bán đường gì đầy đủ hết. Rồi, mời anh chị mình vô tiếp. Trong đây thì bán rau củ quả. Chào chị, ở đây bán được lắm hả chị? Qua Tết thì bán cũng hơi dai. Qua Tết bán hơi chậm hơn à, trong Tết phải không? Dạ. Hôm nay cũng về cũng đỡ. Dạ, cũng đỡ. Hôm nay về bán cũng được. Như mấy ngày thứ đồ bán được hơn hay là? Mấy ngày đó bán được hơn. Dạ. Cái sạp này của chị. Dạ. Vòng qua bên kia luôn. Bán hầu như muốn đầy đủ luôn. Bán hầu như muốn đồ như đồ lẩu rồi đó đầy đủ. Dạ, tập trung vào đồ lẩu rồi là đầy đủ nha. Rồi mình đi tiếp anh chị ơi. Đây bên đây cũng bán rau luôn, rau trứng lẩu luôn. Bông bí nè, bông bí này là đẹp nè, bông bí ở mà mình bán ký là bán lọn. Dạ. À, ký 50 ngàn. Cái chút chút. Cái rau đó chắc đồng giá hay gì mà mình cân chung luôn rồi chị. 40 ngàn chị. Đồng giá. Rồi mời chị mình tiếp luôn. Vô đây là đồ hải sản, tôm, mực, đang mua luôn mời chị. Cái gì? Cá hô. Cá hô hả?
chị. Cá này nhiêu ký vậy chị? Vậy hả, người ta gửi mình bán ha. Ôi quá trời ơi, dữ quá trời ơi, dữ dễ dữ dễ. Ồ, cái này ta gửi đằng là gửi đem nhà hàng quá bự luôn, con này chắc cả chục ký mà có 7-8 gần hết à. Quá bự luôn trời. Cá này ta bắt được thấy gì chị? Ôi thoát ra ngoài quá luôn. Cái này chắc không biết bán ký nhiêu luôn rồi. Người ta gửi mà dễ gì biết được. Ở đây bán được lắm hả chị? Rồi em đi tiếp đi chị ơi. Quá trời con cá luôn mà. Cá bằng quá trời bự luôn. Quá ngon. Rồi thôi mình đi tiếp anh chị. Dạ đây ra đây là bán đồ hải sản. Tôm luôn, tôm còn đang sống luôn. Cá này cái gì đây? Cá này cái gì vậy? Em biết anh. Cá này cái gì ngọt ta, cái chốt phải gì mà? Cá lăng hả? Dạ cá lăng đồng. Cái này sống ở nước ngọt hay gì con? Rồi mọi chị mình đi tiếp nha. Bên đây cũng có cá nè anh chị. Con cá vịt dài ra bên kia. Rồi dài vô đây. Tiếp tục mình đi vòng vô đây con chị. Đây cũng tiếp rau nữa nè. Đúng lẩu gì tùm lum hết nha anh chị. Rồi chuối, cây chuối gì nữa nè. Gà. Đi mình dài qua đây luôn. Bán hộp vịt lộn. Lộn. Bao tai gì nè. Chị mới dọn ra đồ ra bán hả? Quay YouTube chị ơi. Hả? Quay YouTube. Gì vậy? Quay đăng cho vui vậy. Rồi chị mình dừng qua đây nha. Rồi mình dài qua đây chị ơi. Lúc qua đó mình đi vòng bên kia cả. Vô đây thì thấy người bán mà người không nhộn nhịp luôn. Chị ở đây bán được lắm hả chị ơi. Chị mình đi tiếp nha. Đó, dài đây qua bên kia. Bán là rau, cải. Đi dài trong đây thì người ta bán củ. Củ gừng, củ khoai, khoai lang, khoai tây, lâm hết. Khoai ngọt. Chào chị. Dạ. Quay kênh này, kênh Thanh Vũ miền Tây Vlog. Ở đây mình bán được chị? Cũng đỡ hả? Cái này là ở trong nhà mình đem ra bán hay là sao? Trong nhà có ít thôi, như là có bắp chuối thì đem ra mua chứ đem ra sao. Ờ, mình cũng vừa lấy ra bán lại, ở nhà có tận có nhiều thì tận dụng đem ra thẳng là mình đang ra bán luôn. Chị ở đây bán bao giờ gồm gì gì vậy? Em là bán bún, bào, giá, rau, rau mùng tơi, rau
tay cũng của chị luôn. Dạ đó, dạ bên đây luôn. Rồi để em quay luôn nha chị. Đây chị bán dừa nè, dừa khô luôn nè, dừa khô nạo luôn. Ở đây bao qua qua chuối, rồi bắp chuối, rồi chuối cây, chuối cây luôn chị. Nếu mình cần rau ghém mà tự sắt á, có thể mua về tự sắt luôn, tự ướp gì đó thoải mái luôn. Ở đây là chị sắt, ở đây là chị bán rau rồi luôn. Rau thơm, rau găm, rau nhúc thì có hết. Ủa không, không có rau nhúc. Rồi em cảm ơn chị nha, chúc chị mua may bán đắt nha. Ôi dạ, đi dài qua bên đây các anh chị em. Về bên đây. Dạ, chào đi. Chào cô. Ở đây là bán được lắm không phải không cô ơi? Ê, chắc được đâu. Ê hả, nãy con thấy người mua mà thấy đứng đây mua cho nên con quay bên kia trước. Dạ. Dạ. Cô quay có cho tiền cho bạc gì không? Dạ không, quay đặng mà chia sẻ cho mọi người cho vui vậy mà. Có cho điểm cho gì không? Dạ có. Có cho khán giả tự cấm điểm. Cho điểm đi. Dạ. Có thể cho điểm cao ha. Dạ. Vậy bên đây với bên đây là có cô hết. À bên này có tôi. Cô hết luôn. Cô bán mình hay là sao? Nên à. Nên à. Đi bỏ tuổi chân rồi. Vậy hả? Đi làm gái tuổi đi bỏ tuổi rồi. Dạ. Ở đây là sáng mấy giờ là cô có mặt rồi? 3 giờ. 3 giờ là có mặt rồi, mọi người mua là có rồi ha. Ở đây cô bán tối ngày luôn hay sao? Tối ngày à, được 3 giờ là chắc ăn, 3 giờ kia 2 giờ, kia 3 giờ. Dạ. Dễ nhất là 3 giờ. Dạ. 3 giờ cho tới 6 giờ chiều. Dạ, tới 6 giờ chiều luôn. À, 6 giờ chiều về. Ừ, vậy ha. Cái gì? Rồi, cảm ơn cô nha. Chúc cô mua may bán đắt nha. Mình dạy vô trong kia coi. Mình đi dài tiếp anh chị ơi. Đây cô bán, cô bán cái chuối luôn nữa nè anh chị. Đó, đây mình đi dài tiếp anh chị. Đây chào chị đang nạo thác lát luôn. Thác lát này là thác lát còm luôn. Ở đây mình bán chả này là nhiêu ký vậy? 21 này. 21 luôn. Rồi em cảm ơn chị, chúc chị mua ai bán đắt nha. Tiếp. Tiếp luôn. Đây về buổi sáng không được đẹp mình đi qua luôn. Đây, dọn ra đây. Tiếp tục đi vòng qua đây cho anh chị các bạn xem nha. Ở đây sao hay bán cây chuối, chuối cây á. Ở đây ồn quá đó. Bán dừa chặt cho ta luôn. Hả? Bán dừa mình chặt cho ta luôn. Chặt cho uống luôn hả? Dạ. Cái đó mà nó không cầm cho uống. Rồi thôi em đi tiếp anh ơi, chúc mình bán đắt nha. Đây nó ồn quá trời ồn luôn, đang quay. Làm cái gì hả? Dạ. Quay YouTube. Rồi anh chị mình đi tiếp nha. Đây là hai ông bà đang bán cá luôn nè. Bán cá là mình bán là mắc mặn gì vậy luôn hả anh? Dạ. Mình bán cái cá là phải bằng mặn gì cho người ta là sao? Cá là chắc cá đồng hả gì? Cá nhỏ nhỏ không? Mình bán xích sữa rồi ha, xích sữa xong rồi ha. Rồi, cảm ơn anh chị, chúc mua may bán đắt nha. Có ồn quá. Rồi mình đi tiếp anh chị. Chuyện với nhau á, anh em nói chuyện nhau không nghe được. Đây người cũng tiếp tục là bán cá luôn nè, rồi bán chuột, chuột và cá luôn. Chuột là ở đây mình bán lại nhiêu ký vậy chị? Chuột ở đây mình bán lại nhiêu ký vậy chị? 100, mua vậy? Không có, em quay. Em hỏi giá cho biết, cho cập nhật giá cho mọi người biết là mai mốt ai có nhu cầu đến đây mua chuột.
Rồi thôi mình đi tiếp anh chị ơi. Cảm ơn chị nghe chúc mua may bán đắt nha. Đi tiếp. À. Rồi anh chị ơi, ở đây mọi người bán cá là hầu như hay mặn mặn không à? Ở đây là mình mà bán là mình mặn không gì hết anh. Giờ này là bán sắp sửa hết hàng phải không? Thấy còn ít quá trời ít nè, mà dãy cá quá trời nhiều luôn. Ở đây mình bán là sáng mấy giờ mình ra bán rồi? 4 giờ có mặt. Mấy giờ là mình ngưng anh? 10 giờ là xong hết. Ủa, cá này chắc cá đồng hay gì mà bằng bằng nhỏ nhỏ không? Lóc đồng. Đồ đồng, cái này là đồ đồng hết. Ở đây là anh bán 1 ký nhiêu? Cá lóc như vậy đó. 60.000 ký. Cá lóc cái gì? Điện lại ha. Giờ là khỏe ha, mình mua phải đồng bằng bằng luôn. Thoải mái. Hả? Vậy ha, từ nãy giờ tôi thấy hầu như cũng thấy hai ba ông đập đầu cá đó. Nói sao ấy chứ, chị đang ngồi bên cạnh kìa. Một có thành nước đem về thôi. Cá này đang mà làm nướng nướng mới đem về phải không? Ủa mà mình mặn vậy là có tiêm tiền không? Không, ăn cũng nha. Vậy hả? Bởi vậy nếu mà tiêm tiền thì chị không 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 có bắt mặn là chị được bớt tiền lại. Dạ. Rồi chúc chị về ăn ngon miệng nha. Rồi em đi anh chị ơi, chúc anh chị bán đắt và bán đắt hơn nữa nha. Rồi em đi tiếp. Rồi về ở đây cũng tiếp tục cũng nữa nè. Ủa chị nói sao chứ bên đây người ta đây bán được chị. Rồi thôi chị nói chuyện qua điện thoại đi. Đi tiếp. Mình đi quay thì cũng có những người nói chuyện rất là vui vẻ anh chị. Chị ở đây bán được chị ơi, quá được luôn hả? Tiếp tục chân đồ ra nữa là biết bán quá được luôn nè. Dạ. Khuyên dãy này là của chị hết. Mình bán là các loại là loại gì chị nhớ hết không? Rồi bán dĩ gì? Bí luôn. Khoai từ, khoai ngọt. Ừ, bên đây thì cà. Cà đậu que, dưa leo, bỏ qua. Bên đây rau thì rau lộn xộn, bị thứ cơ. Rau lộn xộn, rau thơm. Đó thì cái xanh, cái ngọt, hồng tơi. Cái ngọt, hồng tơi. Ủa, cho lô gạo nhúc về đầy đủ hết. À, đúng. Còn phía bên trong. Bên trong thì đồ nào cũng như là đồ nấu mình đó. Ờ, cái này đồ nấu xong mình có thể đem về mình ướp, mình nấu ha. Có đủ hết, muối tiêu, muối hớt, có đủ hết. Rồi tương, rau, nước mắm. Đủ hết.
Rồi, vậy là quá đầy đủ. Muốn mua gì cái ra đây là có đầy đủ hết trơn. Muốn làm lẩu hay là kho nướng gì đó có đồ ốp đầy đủ hết. Dạ. Rồi em cảm ơn chị nghe, chúc mà bán đắt nha. Rồi mời anh chị mình đi vòng qua đây coi. Rồi vòng qua đây. Em gái đang bán rau luôn đó nè anh chị. Đây em gái bán rau. Bán quay em gái bán rau. Bán rau, ủa bán bún chứ. Bán bún quay tiễn chọc. Có phải vậy không? Tiễn luôn. Dạ. Ở đây bán được chứ con gái? Bán chậm đó, chậm hả? Ờ, đồ này là mình lấy về bán hay là sao? Hay là lấy về bán ha. Ở đây mình bán mấy loại vậy? Nhiều loại lắm. Nhiều loại mình có thể nhớ hết không? Dạ. Có thể nhớ hết không? Bán gì á? Rau củ thì anh quay thì anh thấy rồi. Có một số mặt hàng mình biết, còn có số mặt hàng mình cũng không biết luôn. Cải đỏ. Củ cải, củ sắn, bí. Củ hành, bắp, dưa leo, cà chua, cà phổi, tất cả các loại hết. Ai có nhu cầu thì mình cứ ra đây mình mua. Rồi còn rau thì rau thơm, thì cải sắn, cũng là nói vậy chứ chắc cũng không kể hết nổi đâu. Ừ, ở đây là mấy giờ mình ra bán rồi em gái? 3:30 là mình có thể ra đây là có thể mua đồ được. Và chiều mình mấy giờ mình ngưng? 5 giờ mấy 6 giờ nha. Ai cần mua cũng chẳng hạn nấu lẩu hoặc kho hoặc ăn chay gì có đầy đủ hết. Rồi anh cảm ơn em nha, chúc em mua may bán đắt nha. Đi tiếp và mời anh chị các bạn mình đi về qua đây coi. Ở ngoài này thì bán cà phê rồi mấy cô chú anh chị uống cà phê. Rồi mình đi tiếp và qua đây nghe. Rồi ở đây thì anh chị uống cà phê rồi sẵn đó mình có thể mua đâu. Dạ đi chợ quay bà con đồ mua bán sao á cô. Rồi cảm ơn cô nha, đi tiếp chào cô. Cô chú đang quay chút xíu nghe. Đông lắm. Ở đây mình thấy vui nè. Lưu lại kỷ niệm ngày hôm nay. Dạ quay phim. Quay phim mình đưa lên YouTube đó mà. Dạ đâu mình có gì mà sau này mình có cần coi thì mình coi xem lại. Ngày hôm nay mình đang uống cà phê, đang nói chuyện gì đó. Là mà lên xem, tất cả mọi người thì xem được. Chủ yếu là vui thôi. Với kỷ niệm. Dạ. Dạ, chỗ nào mình vui rồi nói chuyện rồi đặng mà lưu lại kỷ niệm lại. Chứ cái gì? Dạ. Ồ, lên truyền hình hoài rồi phải không cô? Dạ. Cô làm bên phụ nữ hay là gì hồi đó? Phụ nữ rồi dân số rồi cựu chiến binh ở mà bên Thập Đỏ rồi này chưa. Dạ dạ dạ. Cô làm có 17 năm tôi mới nghỉ mấy năm này. Dạ mới về hưu mình nghỉ đây. Dạ. Rồi cảm ơn cô nghe, chúc mọi cô chú bác uống cà phê ngon miệng nghe, luôn luôn vui vẻ khỏe mạnh hạnh phúc nghe. Dạ thôi con đi tiếp. Rồi mình đi tiếp anh chị ơi. Rồi mình về ở đây. Chị ơi. Đây một cô bán bánh nữa nè. Chào chị. Đây mình bán được lắm phải không chị? Cũng được. Dạ. Ở đây mình bán bánh gì chị? Tầm bánh ướt. Bánh tầm bánh ướt. Còn mấy này là chị tự làm luôn. Dạ Thanh Vũ khám phá chợ.
Alo. Ồ, mình tự làm hết luôn, cũng xào gì. Rồi ở đây mình bán có giao luôn không, hay là mình ở đây không ạ? Có giao. Cũng giao luôn. Gần gần đây ai có cần thì điện thoại mình giao luôn ha. Dạ, giao luôn. Dạ. Rồi, cảm ơn cô nha. Chúc cô mua may bán đắt nha. Thì mình đi tiếp anh chị. Alo. Anh chị, đang giờ thì tôi cũng xin kết thúc video tại đây. Cũng như từ sáng giờ anh em cũng đã quay ở chợ, chính vì thế mà gia đình á, ở anh em ở chợ, anh em quản lý ở đây thì cũng không cho quay. Thôi, đang giờ thì Thành Vũ cũng xin kết thúc video tại đây. Thành Vũ cũng cảm ơn tất cả quý cô chú, anh chị và các bạn cũng đã ủng hộ và xem những video của Thành Vũ này. Và nếu như anh chị các bạn nào mà yêu quý Thành Vũ thì anh chị các bạn có thể cho xin một like hay là bình luận hay là chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Giờ thì xin tạm biệt, hẹn gặp lại anh chị các bạn vào những video tiếp theo. Xin chào, bye bye.